Xin chào cả nhà. Tối nay là mình đi ra chợ mua đồ ăn nghe, chứ không có làm đồ ăn. Mình ăn đồ Nhật, ăn sushi với sashimi là cá sống của Nhật. Bây giờ mình mời bà con ăn với mình nha. Anh Liêm không ăn rồi. Ăn mắm kho chứ không chịu ăn cái này. Cho nên mình tự ăn ên nha bà con. Rồi bây giờ gót miếng rượu uống đi. Ít ô. Ô, ông không nhậu, mình nhậu chứ ăn này không uống rượu rồi nó không có tiêu. Miếng đi đó, có nhiêu được rồi, uống thử coi nó ngon không. Kia bà con, mời bà con uống với mình nha, ngon lắm, thơm. Ngon. Để bây giờ mình ưa uống rượu mình pha lắm nha bà con. Bây giờ mình pha với cái ge rượu này nè, 10 10 15 chấm mấy à. Để mình để nó miếng vô uống cho nó nhẹ lại, chứ cái này thì nó nặng lắm. Khoan miếng vô. Coi nó ra làm sao nha. Ge rượu này thì nhẹ. Rồi thử nó sao. Nó nhẹ là bớt, cái kia nãy tới 40 độ là nặng lắm. Pha này này vô miếng đi cho nó nhẹ đó. Rồi mời bà con ăn với mình nha. Đó, đây để sốt vô. Có hai chồng à, người thích ăn cái này người thích ăn cái kia. Ông xã mình thì không có thích ăn đồ này, lâu lâu cũng mới ăn thôi. Mình thì mình thích ăn hơn. Chơi hết ba cái hũ nước tương này luôn đi, ba cái con cá nước tương này. Bây giờ mời mời cả nhà ăn với mình nha. Đây, ăn cá sống trước đi với gừng cái này đó, miếng qua gia bì ăn này cho chạy tới lỗ mũi chơi nè. Đây mời cả nhà ăn. Cái chén màu cam luôn đẹp quá. Ừ, ngon quá. Mời cà rốt. Đây dắt cơm, mấy cái dắt cơm này mình làm lỡ làm nó bể ngoài mình. Xách nó đi cái mình buộc nó không chặt nó lỏng quá. Ngon. Ngon bà con. Để miếng gừng vô ăn cho nó ngon. Rồi mời cả nhà nha. Cái này giống như con ốc vậy bà con, mà ta làm chua chua vậy đó, của người Nhật đó. Này con biển, này thì con biển, ăn mấy cục cơm trước đi. Ngon, ăn này ngon. Uống miếng rượu vô. Mời bà con nha. Ý là pha rượu kia vô mà nó còn nồng dễ sợ luôn. Bỏ vô thêm ăn cho nó đã, cho nó cay.
Này cũng ngon lắm nè. Mời bà con nha. Ngon, cá chóc ngon. Này giống như ăn đồ nhậu vậy bà con. Này tụi gì nhậu mình nên nè. Nói cho mình thích ăn cá sống mà còn ăn luôn cơm nữa thì nó no. No dở. Còn ăn cái này ăn không, ăn cái này ăn thêm cái này luôn. Một hộp gì là ăn no rồi bà con. Ngon, củ thơm ngon. Cái dây rượu người cái này chắc mình nghĩ qua với soda rồi uống chắc ngon, nó nhẹ nhẹ. Để nào pha uống thử coi. Cái dây rượu 4 lít bên kia hôm nay mình ghĩa ghĩa cũng giật được mớ rồi đó. Ông xã mình nó vui ông mới uống, buồn ông mình ơi nó nhà ông không uống đâu. Còn mình có đồ ăn ngon thì mình uống à. Đông á, đông thì anh Liêm mới uống, còn mình thì có đồ ăn ngon thì mình uống cho nó ngon. Nhậu ơi. Tự lòng ơi.
Mình quay tới đây thôi. Xin chào bà con nha. Bà con có thích thì cho mình xin một like ủng hộ mình nha. Thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye.